danh để triển khai cuối cùng tại khu văn hóa giải trí trong đô thị Phú Mỹ Hưng. Happy Valley Premier là một phần của dự án Happy Valley, được kiến tạo từ những gì chất lọc nhất, xứng tầm tên gọi kiệt tác kiến trúc. Vị trí là điểm nhấn đầu tiên tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Happy Valley Premier và xác lập nên chuẩn mực mới cho một bất động sản giá trị đúng nghĩa. Không chỉ nằm trong tầm vài phút đi bộ đến các địa danh nổi tiếng như khu thương mại tài chính quốc tế, khu The Crescent Hồ Bán Nguyệt, Crescent Mall, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe v.v. mà cạnh bên Happy Valley Premier còn là miền xanh trải dài của công viên rộng hơn 5 hectare cùng các trường học trong nước và quốc tế. Vị trí độc tôn, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, tứ hồi ngộ cận viên, ngũ liên thông cận giáo của Happy Valley Premier được bao bọc bởi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dịch vụ đa dạng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên hoàn, thuận tiện di chuyển theo nhiều hướng tuyến. For me, I think this is a very unique, special project because most countries, the best location you will want to maximize your FAR. But in Fumikon case, they do the other reverse. So unique that they keep the FAR under 3. And also the site coverage is only 21%. They have set a new standard. Like for such a premier location and such a prestigious area, you can hardly find something that is so unique. They were more focused about giving more open space to their residents. So it is very unique to have something so premier and so prestigious. So I think whoever gets this, who gets to buy only 55 of these units are very, very lucky. They will be one of those, I think, selected few. Giữa đô thị sầm uất bậc nhất Sài Gòn, phong vị điện viên vẫn đầy ắp từ trong nhà lẫn không gian bên ngoài. Hương sông, gió mát, hoa cỏ, chim muông luôn là một phần giá trị xen lẫn trong âm nhịp phố xá sôi động và nồng nhiệt. Một phiên bản giới hạn và hoàn hảo được tạo hình để mang đến chuyến hành trình khác biệt và xa hoa cho những chủ nhân sở hữu. Sự kiến tạo kỳ diệu của Happy Valley Premier chính là không có bất kỳ khoảnh khắc tuyệt vời nào trong ngày bị bỏ lỡ. Chỉ có 4 không gian sống được bố trí trên một tầng và thế giới mở toang sau cánh cửa với tầm nhìn cảnh quan trong veo và khoáng đạt. Biệt thự cảnh quan, một tên gọi khác của Happy Valley Premier, đại diện cho phong cách thiết kế dành cho gia đình nhiều thế hệ. Phòng của ông bà được thiết kế ở tầng trệt, kết nối với các không gian sinh hoạt chung để tiện di chuyển. Cha mẹ và con có không gian riêng ở tầng trên. Các biệt thự được bố trí theo trục Bắc Nam, khu vực giặt phơi đặt ở hướng Đông và Tây để tránh hướng nắng nóng trực tiếp. Theo đó mà ánh sáng, gió trời và sự thông thoáng luôn hiện diện trong từng góc sống yêu thương. Most of the materials that we are using are imported from Spain, and all these materials, like even the tiles, are non-comedogenic. Is that what we want to evoke is also like not only you are living in a very healthy environment when you're outdoor, but even when you come into your house, you do not get any chemical. So that is the material that we are bringing into this high-end luxury project. Dấu son khuấy động cảm xúc và đưa chủ nhân khám phá đường biên cuối cùng của sự thăng hoa là tiện nghi tuyệt vời cùng những trải nghiệm độc đáo từ thế giới tiện ích ngay tại chỗ. Gần 10% diện tích đất được dành xây dựng hồ bơi. Lần đầu tiên thiết bị tập thể dục dưới nước xuất hiện. Cảm xúc hòa tan cùng cảnh quan và những thức uống tuyệt hảo tại Juice Bar. Rèn luyện sức khỏe với các trang thiết bị thể dục hiện đại. Thế giới tinh khôi trong phát nụ cười ấu thơ. Ấn tượng sang trọng là sảnh đón tương tự các khu nghỉ dưỡng hàng đầu. Duy nhất tại Việt Nam, một không gian sống có đến 2 ô đậu xe hơi. Sở hữu một miền đất đẹp, nơi bình minh và hoàng hôn đều có thể được tận hưởng trọn vẹn.
vượt qua nhiều cột mốc để ghi danh vào lịch sử thị trường bất động sản. Happy Valley Premier tiếp tục sứ mệnh tạo nên biểu tượng cho giá trị xứng tầm trải nghiệm tinh hoa với một không gian sống biệt thự cảnh quan tại Việt Nam.